Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô ba anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, kính thưa quý cô ba anh chị là trong ngày hôm qua thì thầy trò có nhận được một cuộc điện thoại từ bà con đồng bào người Thái tại thôn Nà Vạng, xã Nghĩa An có gọi điện cho thầy trò và nhờ qua kênh thầy trò xin được kết nối tới quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của một em là em Hà Đức Vượng, là em bị khuyết tật. Em sinh ra từ nhỏ cũng đã không được may mắn như bao các bạn khác. Thì cha em cũng đã không nhận em và mẹ em cũng đã bỏ em ra đi ạ. Em lớn lên trong vòng tay của bà con ở đây đã nuôi nấng em ạ. Và hôm nay thì cũng rất là vui. Thầy trò được đồng hành cùng với cô giáo mầm non, cô Việt Anh cùng với bà con ở trên này là sẽ đưa những suất quà của quý Mạnh Thường Quân mang tới để hỗ trợ cho em ạ. Vâng, thay mặt bà con thôn bản và cháu bé, thầy trò xin được gửi lời cảm ơn tới chú Trịnh Văn Khoan và một chú ở Biên Hòa xin được giấu tên đã có những sự hỗ trợ rất là kịp thời đến cho em ạ. Cảm ơn các thầy mà trong đám mang màn để cho cháu được, cảm ơn hết sức, cảm ơn ạ. Vâng, hôm qua thì là cũng đấy, bà con cô bác cũng làm cho em cái nhà đây, cầu thang lên thì nó cũng thấp thấp thôi. Thế nào? À, hôm qua là đây bà con cô bác làm cho cái nền tre này cũng là tuyệt vời rồi. Ui, bọc bẹp lắm. Cái này thì liệu có để được không nhỉ? Thế nào? Sợ rắn rết vào nhá. Rắn á? Không, làm cao này không sợ đâu. À, đây là làm cho em cái bếp đây ạ. Làm ở trên này ôi rồi cháu vất vả lắm, ở với đất thôi. Để xem là để cái hướng chiều nào, để hướng chiều dòng này đi, theo chiều nhà ấy. Chiều này chứ? Không, hướng này. Xem có dài tới không? Cũng được mà. Ừ. Mua cho cái đèn pin nhá. Cái này, cái đèn tích điện. Cái này không được đâu, phải bên này. Lấy cả chiếu đi luôn. Có ga không? Ga mua đầy đủ mà. Hôm nay là nhờ cô giáo đi mua, cô giáo khéo tay chọn cái màu cũng rất là phù hợp. Cái gạo thức ăn thì để bên này thôi. Ai trộm đi á? Trộm thì cũng phải chịu thôi, bởi chưa có cửa nào. Thôi không có gì, để bà tí bảo em nó mang đi gửi.
Vâng, cái chòi thì tuy hơi thấp nhưng mà ở chỗ này thì nó cũng là cái đoạn rìa đường nên là cũng rất là sợ rắn rết, nên bà con làm cho rất là cao rồi. Cao này thì cũng thoải mái, nên là ở cái phong tục người Thái thì đa số là đều phải là làm sàn. Đây có cái bếp rất là đẹp luôn. Đấy, bà con làm cho cháu là cái bếp này làm rất chắc chắn cho cả đất lên đây đúng không? Này đầy đủ chưa xem nào? Trứng này, muối này, ôi thiếu chai nước mắm rồi. Thế nào? Ok rồi, bây giờ quay thử cái đệm xem nào. Đây sao nào để quay đệm nào. Cái này sao ổn chưa? Cái này thì làm vào đây để làm gì? Cái đấy là chống ma. Chống ma. Hả? Chống ma. Chống ma cho cháu. Lắc cả đồng đi lên đấy. Cái này gọi là chống ma. Chống ma. Đi đêm đấy, có biết không? Cái này chống ma là công ty. Vâng, thầy trò cũng kính thưa quý cô bác anh chị là trong ngày hôm qua thì bà con cũng đã góp công góp của để tạo dựng cho em một cái chòi như này cũng rất là tuyệt vời rồi. Thì có nghĩa là ai có cái gì thì ủng hộ cho em đấy. Thì hôm nay lên cũng đã thấy bà con cho xô, cho chậu, cả can để lấy nước nữa. Và làm cho em được cái bếp cũng rất là tuyệt vời. Có nghĩa là ai có gì thì sẽ ủng hộ cho em như thế ạ. Và người không có thì ủng hộ công để hôm qua cũng đã tạo dựng cho em một cái chòi như thế này là cũng rất là tuyệt vời. Vì đây nó cũng là gần mặt đường. Như thầy trò nghe nói là như đợt trước này em là làm là ở trên cái đồi, ở trên đồi trên cao này. Mỗi lần mưa gió này nó cũng rất là nguy hiểm. Thì đợt vừa rồi thì cái chòi của em cũng đã bị sập. Và bà con cũng đã tính hướng là thôi thì làm cho em một cái ở bên dưới như thế này. Để em đi lại cho thuận tiện hơn. Vì cũng không phải là thích làm là làm được đâu. Vì ở chỗ ở dưới này đa số đất ở những vùng này là đều có chủ hết thôi. Nhưng mà so với những vùng thành thị thì ở đất ở trên vùng núi này thì nó cũng không đến nỗi mà là khó khăn. Vì vậy nên là những cái chỗ mà người ta chỉ trồng cây và bình thường thôi thì vẫn có nghĩa là bà con vẫn là cho em mượn để em ở tạm qua ngày. Cứ khi nào chòi hỏng thì bà con lại tiếp tục là xây dựng cho em. Vâng, và hình như là chòi cũng là chưa có cửa. Em cũng rất là may mắn đấy vì ở đây là bà con là cũng đều nuôi em hết. Có nghĩa là em đến bữa ăn thì em đi vào xin nhà ai thì nhà đấy cũng đều có như kiểu là đều có trách nhiệm một phần nào đấy là cho em ăn theo. Vâng, đấy cũng là một điều rất là đáng quý và trân trọng. Vì đa số là đồng bào Việt Nam ta là vẫn có câu là lá lành đùm lá rách. Nên là em sống ở ngôi làng này là cũng là rất là hạnh phúc. Vâng, thầy trò xin thưa quý cô anh chị là trong ngày hôm qua thì thầy trò có nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ về cho em và theo như yêu cầu của quý mạnh thường quân là mua cho em bộ chăn ga gối đệm và một ít thức ăn yếu phụ phẩm, mì tôm, gạo, nước. Thì hôm nay thầy trò cũng đã hoàn thành xong ạ. Cũng kính thưa quý cô anh chị là tổng là hôm qua là thầy trò có nhận được cái số quỹ hỗ trợ về cho em là của hai chú là được 2 triệu. 2 triệu thì hai chú cũng có bảo đi mua thì hôm nay là có nghĩa là còn thừa là 500. Thì thầy trò cũng xin là giữ lại là 100 để sáng mai thầy trò sẽ đi mua cho em một cái, trước mắt là đi mua cho em một cái bóng tích điện. Và bà con ở trên này thì cũng thoải mái thôi, bà con bảo là sẽ cho
cho điện cho em ấy. Nhưng mà vì ở trên này thì đồng bào thì ai cũng khó khăn cả, vì cái tiền mua dây cũng không có, thì thầy trò cũng sẽ xin là giữ lại 100 để thầy trò sẽ mua cho dây và sẽ mua cho em một cái bóng tích điện ạ. Và sẽ còn lại là 400 thì sẽ trao luôn cho em. Trao luôn cho em để em có thể là em thích ăn cái gì thì em có thể là tự đi mua được ạ. Đấy, cái số tiền còn lại thì thầy ngày mai thầy sẽ mua cho em cái bóng điện và thầy kéo dây điện cho em nhá. Đấy, còn số tiền mà thầy đưa cho thì em cứ thích ăn cái gì thì em mua để em ăn để bồi dưỡng sức khỏe. Còn gạo này, mì tôm này, mắm muối, yếu phụ phẩm ấy thì em có thể mang đi gửi nhá, vì nhà chưa có cửa. Đấy, khi nào em ăn thì em lại sang nhà cô bác chỗ em gửi thì em lại mang về em ăn, vì có bếp rồi. Bếp thì đấy, các bác các chú làm cho cái bếp rất là tuyệt vời rồi. Thì tự lấy về đi gửi xong lấy về ăn nhá, vì nhà chưa có cửa, nhớ chưa? Em thưa thầy, em cảm ơn các bác và em cảm ơn thầy và em cảm ơn cô ạ. Đã cho em một món quà ý nghĩa. Em rất cảm ơn ạ. Đấy, chúng cho các bác thì cứ ủng hộ cho cháu này, cái gì cũng nâng đỡ cho cháu, làm nhà cho cháu, nhưng mà không có gì mà các bác các cô thì mang cả chăn cả màn cho cháu thì cảm ơn các bác các chú nhá. Vâng, thầy trò cũng xin thưa với quý cô ba anh chị là hiện tại thì bây giờ cũng đã tối rồi, thì sáng mai thầy trò cũng sẽ đi xuống chợ sớm để mua cho em cái dây, mua dây điện về để cho bà con ở trên này cũng sẽ ủng hộ hỗ trợ là lắp điện cho em. Vì ở trên này thì bà con cũng cho điện em thoải mái thôi. Em ở chỗ nào thì cũng là kéo điện cho em, nhưng mà vì hoàn cảnh trên này là bà con nghèo thôi, cũng không có tiền. Thì sáng mai thầy trò sẽ mua dây điện lên để nhờ cho bà con là lắp cho em cái bóng điện để cho nó sáng cái chòi lên. Và sẽ mua cho em một cái bóng đèn tích điện để em đi đâu thì em sẽ có thể xách theo, hoặc là một cái đèn pin tích điện gì đấy ạ. Vâng, một lần nữa thì thầy trò cũng không biết nói gì hơn. Xin được gửi lời cảm ơn tới tấm lòng vàng của quý Mạnh Thường Quân đã kịp thời hỗ trợ cho em những món quà rất là ý nghĩa. Vâng, thầy trò cũng xin thưa với quý cô anh chị là buổi sáng ngày mai thì sẽ có hai việc, là thầy trò sẽ lên lắp cái đường điện cho em. Và với cái hoàn cảnh của em ấy là thầy trò sẽ hướng dẫn cho em là làm một cái tờ đơn, và thầy trò cũng sẽ làm tối nay về thì sẽ làm sẵn cho em một cái tờ đơn để hướng dẫn cho em mang lên trên ủy ban các cấp lãnh đạo có thẩm quyền để xin xét duyệt cho cái hoàn cảnh của em, là cấp cho em một cái mảnh đất để em ở. Chứ không thì mỗi lần mà nhà hỏng thì này bà con lại đi tìm đất hoặc là mượn chỗ nọ chỗ kia để cho em ở, cái này thì cũng rất là vất vả và tội cho em. Thì trong ngày trọn vẹn trong ngày mai thầy trò sẽ cố gắng sẽ lên làm tờ đơn và sẽ hướng dẫn cho em để và đưa em xuống dưới ủy ban để và dạy cho em cách trình bày để em xin tới các cấp lãnh đạo có thẩm quyền nghiên cứu và sẽ nghiên cứu và hỗ trợ cho em có một mảnh đất để em ở. Vâng, và thầy trò cũng vẫn tiếp tục xin được làm cầu nối để hỗ trợ cho hoàn cảnh của em ạ. Sau khi thầy trò mà hướng dẫn cho em xin được một mảnh đất em ở thì cũng rất là kính mong quý Mạnh Thường Quân cùng đồng hành với thầy trò em là ủng hộ, cố gắng giúp đỡ cho mảnh đời em đỡ vất vả đi một phần nào trong cuộc sống ạ. Một lần nữa cũng không biết nói gì hơn, xin được thay mặt bà con thôn bản, thay mặt em xin được gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô, quý cô ba anh chị cùng toàn thể quý Mạnh Thường Quân có một sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.